dụng gọi xe Migo, miễn cước Internet cho tài xế. Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel, Viettel Post, vừa chính thức ra mắt ứng dụng gọi xe Migo tại thị trường Việt Nam. Đây là ứng dụng gọi xe công nghệ do chính đội ngũ kỹ sư của Viettel Post tự phát triển. Khác với các ứng dụng gọi xe công nghệ thông thường, MyGo là nền tảng công nghệ cung cấp dịch vụ kết nối giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ di chuyển giao hàng trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau khi ra mắt, MyGo sẽ được triển khai đồng loạt tại 63 tỉnh thành trên cả nước ứng dụng này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong lĩnh vực gọi xe như Grab, FastGo, Be, GoViet. Việt. Vùng phủ mạnh sẽ mang lại lợi thế lớn cho Mí Go, bởi các ứng dụng ra đời trước đó mới chỉ tập trung ở thị trường là các thành phố lớn. Chia sẻ tại buổi lễ ra Mỹ Go, ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Việt Ten Post cho biết, tổng lượng xe của MyGo đến thời điểm hiện tại là hơn 105.000 xe, trong đó bao gồm 97.893 xe máy, 7.258 ô tô và hơn 600 xe tải tài xế MyGo được miễn phí cước data 3G, 4G. Tại sự kiện, Viettel Post cũng đồng thời ra mắt sàn thương mại điện tử vỏ sò. Đây là trang thương mại điện tử mua bán hàng hóa trực tuyến tương tự như một số sàn thương mại điện tử khác. Trên thị trường hiện nay, điểm mạnh của vỏ sò chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ trong việc giao hàng và thanh toán. Nhờ ưu thế của dịch vụ gọi xe MyGo và hệ thống bưu chính của Viettel Post, với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân là 52,8%, doanh thu tăng gấp 4,7 lần trong vòng 5 năm qua. Viettel Post là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất ngành bưu chính. Do vậy, hai nền tảng mới của Viettel Post được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi cán cân trong lĩnh vực vận chuyển và thương mại điện tử.